Chúng ta cùng đến với bài tự luận 3, một bài toán có lời văn. Bài toán này cũng tương đối phức tạp đây các em ạ. Phức tạp hơn so với lại cái đề 6, đề 7 trước đó thầy cho mình làm đúng không? Bài số 3. Một cửa hàng có 3,125 tấn gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 24% số gạo. Ngày thứ hai bán được 32% số gạo còn lại. Hỏi sau 2 ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? Để bà cho chúng ta số liệu tấn, nhưng mà lại hỏi chúng mình là hỏi về kg. Đấy, thế vậy thì bây giờ để đơn giản đi, em đổi tấn về kg trước nhé. Đổi 3,125 tấn. Từ tấn đổi ra kg, em nhân với 1.000 thì sẽ là 3.125 kg này. Xong rồi. Bây giờ ngày thứ nhất bán được 32 à, bán được 24% số gạo thì mình sẽ tính được số gạo ngày thứ nhất đúng không? Tức là 24% của 3.125. Đúng không các em? Mình sẽ nói luôn. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số kg gạo là 3.125 này chúng ta nhân với lại 24%. 24% chẳng qua nó chính là gì em? Chẳng qua nó sẽ chính là 5.125 nhân với lại 0,24. Đấy, em đặt tính nhân ra, được chưa? Thì thầy tin rằng em sẽ đặt tính được không? Kết quả nó sẽ bằng là 750. Và đơn vị là kg. Vậy là chúng mình đã xong được là ngày thứ nhất rồi. Đúng không? Tiếp theo là ngày thứ hai bán được 32% số gạo còn lại. Thế bây giờ chúng ta lại đặt câu hỏi số gạo còn lại đâu? Số gạo còn lại sẽ bằng số gạo ban đầu này, là 3.125 kg trừ đi số gạo sau ngày thứ nhất đã bán, đúng không em? Vậy thì mình sẽ nói tiếp cho thầy là đó là sau ngày thứ nhất cửa hàng còn lại số kg gạo là, mình sẽ viết chữ nó hơi nhỏ nhỏ để chúng ta vừa cái phần trình bày này nhé. Sau ngày thứ nhất cửa hàng còn lại số kg gạo là, thầy sẽ viết thêm phép tính vào đây em nha, thầy viết chữ hơi nhỏ, thầy đọc lại cho em này. Sau ngày thứ nhất cửa hàng còn lại số kg gạo là, để xem nào, thì thầy sẽ lấy ban đầu là 3.125 để trừ đi ngày thứ nhất đã bán là 750, nó sẽ còn lại là, em đã tính trừ ra, 2.375 kg. Đấy là xong cái phần còn lại này, xong ngày thứ nhất này. Bây giờ mình sẽ tính ngày thứ hai bán được đúng không? Thì mình sẽ lấy 32% của 2.375, các em hiểu chưa? Mình nói này, ngày thứ hai cửa hàng bán được số kg gạo là chính là 32% của cái 2.375 này, đúng không? Của số còn lại mà, đây còn lại đây. 2.375 em nhân với lại 32%. Thì tức là 2.375 em nhân với 0,32 đúng không các em? Em đặt tính ra nhá, thì sẽ là 760 kg. Rồi này. Bây giờ đề bài đang hỏi chúng mình là sau 2 ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? Thì em tính như thế nào đây? Sau ngày thứ nhất thì còn lại 2.375. Và ngày thứ hai bán được 760 kg, vậy thì còn lại sẽ là cái lượng này. Sau cùng nhé, nó sẽ là lượng còn lại trừ đi cái lượng đã bán ở ngày thứ hai, các em hiểu chưa? Chứ không được là lấy 3.125 các em trừ đi cái con số 760 là các em bị sai đấy nhá. Em nhớ nhớ thầy nói chưa nào?
phải lấy cái lượng còn lại sau ngày thứ nhất này trừ đi cái ngày thứ hai thì mình sẽ ra sau cùng. Em hiểu chưa? Bởi vì mình đã mất công mình tính ở đây rồi. Sau 2 ngày. Cửa hàng còn lại số kg gạo là, để ghi xếp tính thế này nhá, nó hơi dài. Sẽ là 2375 này, là còn lại sau ngày thứ nhất này, trừ đi của ngày thứ hai là trừ đi 760. Đó, thì nó sẽ là 1615 đơn vị là kg. Và đáp số em ghi đầy đủ đi. Đề bài hỏi là bao nhiêu kg gạo, đáp số em ghi là 1615 kg gạo. Đấy, thế đấy là phép tính cuối cùng. Nên nếu mà bạn nào muốn lấy 3125 em trừ đi thì trừ như thế nào? Thì em phải trừ đi cho ngày thứ nhất và trừ đi cho ngày thứ hai. Em hiểu chưa? À, nếu mà em không muốn làm phép tính cuối cùng như thầy ấy, thì em thể làm như sau. Em phải lấy tổng ban đầu là 3125 là tổng ban đầu nhé. Trừ đi ngày thứ nhất là 750 này, và trừ đi ngày thứ hai là 760 này, thì nó sẽ còn lại sau cùng là 1615 đơn vị là kg. Đấy là cái phép tính cuối cùng em thể làm như thế này cho thầy nhé. Ok, vậy là vừa rồi em đã cùng với thầy Tài làm xong bài tự luận 3 rồi. Thầy chúc các em ôn tập thật tốt nhé. Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.